3 4. Em làm YouTube 5 6. Cái tủ cái bàn học này đẹp không? Dạ đẹp. Thích không? Dạ thích. Ủa sao? Dạ buổi hồi xin chào cô bác của anh chị. Đây là anh Sang này, cô bác của anh chị. Anh Sang chào mọi người. Anh Sang chào cô bác với anh chị. Thưa cô bác của anh chị, thì hôm ngày thì cũng lay quay vòng vòng, thì cũng mấy tháng thì mới quay lại về cái hoàn cảnh của anh Sang trên cái kênh Bùi Hồ TV này. Thì hiện nay thì kênh Bùi Hồ cùng với lại em của Bùi Hồ là Sáng là anh Sang cùng thực hiện những cái chuỗi video clip về dân giải miền Tây trên kênh Miền Sông Nước Channel anh Sang ha. Nấu ăn ở trên miền sông nước. Thì hôm nay thì cũng có Mạnh Thường Quân là một chị giấu tên ở Canada, chị đó muốn hỗ trợ cho anh Sang về những cái nội thất bên trong. Và hôm nay thì cũng không có đi làm vào buổi chiều, và Bùi Hồ muốn cùng anh Sang để đi ra mua những cái trang trí nội thất cũng như là những cái thiết bị giải trí cho các bé. Và bây giờ mời Bùi Hồ với anh Sang sẽ đi anh Sang ha. Dạ. Hôm nay thì hỏi được cái đường này cô bác của anh chị, anh Sang hỏi cái đường để vận chuyển vô, mua chắc vận chuyển vô cũng khá là lâu anh Sang ha. Dạ. Rồi, bây giờ cô bác của anh chị thì đến đây để mà mua tivi cho anh Sang nè, nhưng mà ở trong thì không có cho quay phim, nên là nữ hay là mua xong thì đem về luôn góc quay cho cô bác của chị xem luôn nha. Cho anh Sang nha. Dạ. Anh đứt cái tivi nè, anh chọn tivi đó nha. Cô bác của anh chị thì bây giờ sau khi mua tivi xong thì Bùi Hồ với anh Sang sẽ vô đây mua tủ với anh Sang ha, với bàn học nha. Dạ. Bàn học cho các bé nha. Dạ. Với lại ghế. Anh ơi, bán đồ anh ơi. Ở đây cửa hàng này lớn mua được nha anh Sang. Dạ. Đó giờ có đi mua gì không? Không. Hả? Không, hồi đó giờ không có mua. Không có mua hả? Anh ơi, bán đồ. Mua hai cái tấm nệm. Xem để một chút cho sao. Mua nệm chị, cho em quay YouTube nha. Mua nệm với mua bàn học rồi cho các bé luôn. Nệm này bán sao chị? Hả? Nệm này nó nhiều giá. Em muốn nệm gấp hay là nệm nệm trải ra luôn á? Thì cái này là mình gấp lại. Nệm thẳng ra luôn á, không gấp á chị. Đây nè ha. Này nhiêu tấm này? 16 à. Bao nhiêu? 1.450.000. Bớt không? Mua này là mua tặng cho mấy người khó khăn đó. Mua tính em 1.300.000 đó. Có loại trong đó rẻ hơn không? Cái này là rẻ. Này rẻ nhất hả? Dễ xài nhất. Này có nghĩa là em mua nệm, mua tủ đồ luôn á. Không, mấy cái nệm này đã bán giá mềm lắm, nhưng mà sẽ tính giá đặc biệt cho em. Vậy ha. Anh Sang là vậy mình lấy hai tấm nệm này được không anh Sang? Nệm này bự dữ hả? Cái loại mà ngang mét 6 hả? Ngang mét 6 là như ngang này mét 6 đó hả? Chị đang nói là mét 6 đó. Chị không điểm này, nệm này không? Nệm cao quá. Nệm này cao ngủ mới ngon chứ. Mất cỡ đó rồi anh, tại vì hấp quá thì... Hấp quá đâu, khỏi là gài gọi là nệm nữa. Cái này nó tất á. Rồi sao? Cũng được. Còn bên đây là nhiêu ta? Mấy cái nệm này á, thì này chín trăm mấy hả? Em phải gấp khoảng một tấm. Có nghĩa là mình ship gấp ship lại ha. Ờ vậy mình mua loại ship đi. Ừ, loại này đi cho nó dễ cho nó, mình cái nửa sáng cái mình ship lại sáng cho nó rồi gấp lại. Loại nào đó? Vậy hả? Tấm này nhiêu? Cái này 900, cái này đến 800 nè. 800 lấy hai miếng đi nha. Rồi đi ra ngoài trước chỉ em cái tủ ấy với bàn học cho mấy bé. Vậy là mua hai tấm nệm đó ha. Rồi. Mừng không? Thưa cô bác của anh chị, đây là chị, một chị giấu tên ở Canada muốn hỗ trợ cho anh Sang về cái nội thất ở bên trong, nên thử ra là hôm nay cũng tranh thủ thời gian để gấp để mua cho anh Sang. Chiều nay cho các bé nó mừng anh Sang ha. Dạ. Dạ, tủ vừa vừa thôi chị. Covid rồi nên bịt tủ trang. Chị loại tủ mét 2 có không chị? Này này nhiêu ta? Nhiêu? 2.500.000. 2.700.000 hả? Có loại nào rẻ tiền hơn chút xíu không? Cái này là rẻ thôi. Nếu mà rẻ nữa thì
đâu cho em xem á. Dạ. Mua tủ loại loại này hay sao anh Sang, này 2,5 triệu nè anh Sang. Tủ này được không? Được. Này nó nhẹ mà nó bền. Bền không? Nó dễ xài. Đâu chị mở ra cho em xem được không ta? Đây chị đẩy ra cho chị được. Nếu mà mình muốn lấy kiến thì mình lấy kiến đó, còn không thì mình lấy loại có kiến anh Sang ha. Có kiến đi dễ xài. Nhẹ chị ha. Nhẹ. Giá là 2,750 triệu. Mà chị bà để là khó khăn là còn 2,5 triệu hả? Ừ. Cái này là tính chi phí chuyên chở thôi đó. Là miễn phí chuyên chở luôn hả? Ừ. Vậy là mua cái tủ này khỏi mua cái tủ riêng cho mấy bé mà để chung luôn được không? Được. Được rồi, em đặt cái tủ này nó ngắn rộng, nói chung là nó tiết kiệm á. Chở đi đường đồng vô hỗ trợ dắt được không chị? Đường đồng hả? Ờ, à, đường đồng dắt vô cũng khoảng hơn 100 mét á. Anh Sang đâu này hỗ trợ với lại lính của chị á. Ha. Thầy phụ đưa vào. Nè, rồi này tốt không ta? Nhỏ mà, chứ không nhỏ anh phải rồi bê. Ờ, rồi rồi, lấy cái tủ này đi khỏi trả giá nó. Rồi, qua cái đây bên đây có 3 ngăn nữa nè, in nè, 1 2 3 nè, em rồi. Để vốn cho em rồi đó. Rồi. Lấy cho em cái bàn học. Bàn học. Em mua mau lẹ không? Không, cái này là tại vì chị đâu có tính mãi đâu. À, chị không tính lời ha. Cái bàn học mà cho hai bé ngồi học rộng rộng được không chị? Hai bé thì mình lấy thằng bác hai nha. Ờ, bàn này nè cho hai chị em ngồi học luôn ha. Mình để hai cái, hai chị em có một phòng mình để hai cái nó khó lắm. Dạ. Đúng rồi, với lại nếu mà cái gái thì màu tiện hơn, cái này là màu hồng tiện luôn nha. Này đẹp hai đứa gái. Cái này nhiêu chị? Hả? Này nhiêu vậy? Cái này một tính 1,4 triệu. Một triệu. Có bớt nữa không? Bớt rồi. Bớt rồi hả? Vậy lấy cái này chịu không? Được, con gái thì lấy. À, cho hai đứa nó học, nó ngồi nó học cũng vậy. Không, cái này hai đứa ngồi được anh. Rồi, ok chị, hết rồi đó. Vậy là sớm giờ nhiêu ta? Một này là 1,4 triệu, này 2 triệu nữa là 4 triệu hả? Hả? 2,5 triệu. Này 1,5 triệu nữa là 4 triệu rồi. 4 triệu với kia là 5 triệu mấy. Thôi thì bây giờ thì chi phí thì mình cũng cân đối lại. Và mình sẽ mua giá giỏng đi. Với lại mình có ghế mũ chưa? Có rồi. Có ghế mũ rồi ha. Rồi. Ghế mũ rồi cho các bé coi tivi được rồi. Rồi, ha. Được rồi. Rồi bây giờ mua thêm ghế mũ không? Thôi đó, để tính sau đi. À, bây giờ thì có giá giỏng không? Bằng sắt á. Bằng sắt. Bằng sắt đó thì inox. Nói chung là cái đó mình khỏi quay hay là khi ấy mình khỏi quay. À, khỏi quay thì có. Có hả? Ừ. Cái đó khoảng bao nhiêu một cái chị? Nếu như mà giá giỏng sắt á thì nó khoảng 250. Ờ. Sắt, em xài sắt đi, inox đâu phải xài cho nó tốt, nó mới rợn. Chị lấy hai cái được không? Hai cái giá giỏng được không? Thôi cái được rồi. Cái được ha, một cái giá giỏng nữa đi. Rồi bây giờ thì chị tính hết cho em bao nhiêu tiền nha. Rồi bây giờ hôm nay là mình mua được hai tấm nệm nè. Yeah. Một cái tivi nè. Yeah. Rồi một cái bàn học. Bàn học thì mấy ghế, có ghế sẵn rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi với lại giá giỏng nữa được rồi, thấy được chưa? Dạ yeah, được rồi. Được ha. 5,7 triệu. Nhiêu chị? 5,7 triệu. Rồi bây giờ chị cho em cái hóa đơn đi nha. Rồi bây giờ nó chiều chở vô giùm em nha. Là 5,7 triệu. Cái này á là chị tính cái này là cái giá đặc biệt. Giá đặc biệt chứ bình thường không có hả? Đúng rồi. 5,750 triệu đồng bán với chị. Cái tiệm này Hoàng Gia Bảo ở tháng 10 á. Nè chị, 1. Em cũng ở đây hả? Dạ, 2 3 4 Em làm YouTube 5 6 YouTube của anh tên gì? Em Bùi Hồ TV. Rồi xong. Em cảm ơn chị. Rồi bây giờ chiều nay thì mình chuyển đồ vô nha.
Rồi bây giờ chắc tối nay em vô anh tí xíu. Mình coi cái tivi đồ, dọn đồ xong á. Sáng 7 giờ em mà lội vô thấy sao không ta? Ngày mai vô. Mai đi. Mai vô đi. Dạ thưa cô bác quý anh chị. Thì hôm qua thì Bùi Hồ cùng với lại được sự hỗ trợ của một chị là Mạnh Thường Quân ở Canada hỗ trợ thêm tiền cho anh Sang mua những cái nội thất ở trong nhà đó. Thì Bùi Hồ có hỏi xin về cái đoạn đường để mà đi vô nhà anh Sang này cô bác quý anh chị. Thì công việc khá là vất vả, khá là lu bu, vận chuyển rất là lâu. Nên là nữ Bùi Hồ không có quay quá trình vận chuyển. Giờ hôm nay thì vô đây quay. Thứ nhất là tổng kết về cái số tiền mua hôm qua là bao nhiêu. Thứ hai là cũng muốn quay cho cô bác quý anh chị xem về cái nội thất của gia đình anh Sang. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cũng có thường xuyên vô nhà anh Sang, nhưng mà vô bằng cái đường ruộng, băng đường ruộng ở bên kia đó, để mà làm những cái video clip trên kênh là Miền Sông Nước Channel, cũng như là thằng em mình nó, em của Bùi Hồ nó làm. Thì mong cô bác quý anh chị ủng hộ. Và bây giờ cái đoạn đường này mình đi vô nè cô bác quý anh chị. Thời điểm này làm ra xong thì sau khi mà đi ăn xong thì khoảng hơn 11 giờ thì cố gắng tranh thủ vô đây, tại chiều còn đi làm nữa. Lội một hồi thì cũng đến được cái nhà của anh Sang rồi cô bác quý anh chị. Đây là cái không gian mà anh Sang thường hay nấu nướng ở kênh Miền Sông Nước Channel. Mạnh Thường Quân cũng có góp ý, khán giả cũng góp ý là nên quét dọn chỗ này sạch sẽ. Thì quét dọn cho sạch sẽ nè cô bác quý anh chị. Hôm nay cũng chỗ này cũng khá là sạch đây nè, coi như cũng có tiến bộ. Và bây giờ mình sẽ vô thăm nhà anh và cô bác quý anh chị. Đây là cái đàn vịt của nhà anh Sang nè. Cái đàn vịt này thì với lại bò chú Hùng Canada tài trợ cô bác quý anh chị. Ở vịt hôm nay thì anh Sang nói là đàn vịt này á là khoảng 1.5 tháng nữa là xuất chuồng được rồi đó. Mỗi con như thế thì bây giờ nó đã chuyển sang ăn lúa hết rồi đó. Nó là nhìn đã ha. Và đây là nó lội, cứ lội dưới đó, ngày sau này nó đói bụng thì nó lên đây nó ăn lúa nè. Bây giờ nó ăn lúa không ăn thức ăn nữa. Tối thì anh nhốt vô chuồng. Tại vì thế bây giờ vô nhà anh Sang, quan trọng vô nhà anh Sang này. Anh Sang ơi, ba đâu vậy? Ba con ở đang làm gì vậy? Đang ngồi coi. Cái giá võng này ta qua ta đem vô đây đúng không? Dạ. Ngủ nào, nằm đây thấy mát không? Mát. Đây là Lý nè, cô bác với anh chị. Con thấy cái tủ cái bàn học này đẹp không? Dạ đẹp. Thích không? Dạ thích. Ủa sao mình không để trong phòng anh? Để trong phòng nó chật quá. Chật không? Dạ. Để phòng học nào mệt ngủ luôn. Phòng này hai chị em, chị ngồi ở đâu Lý? Chị hai ngồi đó đó hả? Ừ. Con ngồi ở đâu? Ừ. Tập vở con đâu? Tập vở con học đâu chị ơi? Chị chú ơi? Bỏ trong trường. Bỏ trong trường ha? Rồi chỗ nào kệ nào của con đâu chị ơi? Con dành cái khoảng không gian nào? Rồi đây là cái kệ nè cô bác quý anh chị. Ờ con có bàn học vui không? Vui. Thích không? Dạ thích. Cố gắng học giỏi nha. Dạ. Hứa không? Hứa. Anh Sang đây là cái tivi nè, bắt lên cho anh Sang. Rồi hôm nay thay định cái tivi kia mà hôm trước chú vô đó, bắt con bắt coi. Thay cái tivi này thấy coi đã không? Đã. Đã hả? Vui dữ không trời? Vui. Có ghế ngồi coi ha. Ôi trong ha, sao gỡ này ra đi. Này đó, có mình gỡ ra đi, nó cho mình gỡ mà. Mình không gỡ ra nó đâu có coi, nó đâu có sáng. Gỡ ra đi không sao á. Không sao, con gỡ ra đi để coi nó nóng, mày hiểu không? Để cầm bọc mũ vậy coi nó nóng cái tivi á. Dịnh cái đó lại đi, em gỡ ra. Mình như tivi là mình không vô là không biết gỡ luôn phải không? Sợ bảo dưỡng mà. Rồi bắt này khác ra Lý. Ở trên. Gỡ từ từ. Rồi bắt rồi. Hôm trước cái tivi kia coi trong không? Hả? Trong bằng này không? Không hả? Đi học vậy có coi tivi không? Mới,
À. Rồi dẫn chú vô phòng rồi, có niệm rồi ngủ ngon không? Chưa có ngủ. Vậy hả? Hai bài ra anh hai ngủ trước rồi. À, niệm anh hai bài ra ngủ trước đó hả? Rồi, bên đây cũng có một cái tấm niệm luôn cô bác của anh chị. Nhưng mà sao con không ngủ niệm này Trân? Chưa. Hả? À, đồ rồi này mình đã vô rồi đó ha. Đâu đâu mở cho chú coi coi được không? Ồ đẹp ha. Có mấy bộ ha. Này đồ của ai? Đồ con lấy luôn. Đồ con mới để vô luôn ha. Ồ, cái ngân nào của cha với ngân nào của con? Ngân này của cha con hả? Ngân này của cha ha. Chia đều hết rồi phải không? Ngân này của cha. Rồi ngăn này có ai? Bà, để đồ chung luôn. Ngăn này để đồ chung luôn. Để đồ chung luôn. Cái tủ này nhìn cũng đẹp ghê ha. Đó, có tủ, có nệm, có tivi. Hôm qua dắt vô thấy gì cũng cực khổ lắm á. Qua dắt vô cực khổ anh Sang. Qua dắt vô cũng cực quá, cực. Dạ hả? Vinh nó thấy nó vậy mà cũng nặng quá. Anh với ai vậy? Anh với Dương không hả? Dương nữa, rồi với mọi thằng cháu nó phụ tay nữa. Trời ơi, nó có cái kẻ để gỡ nha, mà cha không gỡ, để lấy được anh. Có cái kẻ hả? Rồi dẹp đồ cẩn thận nha, Mạnh Thường Quân là thấy đồ mình là để bời bộn là không vui á. Nha. Rồi dẹp đồ, bỏ đó đi con, bỏ đi không sao hết Dương. Anh Sang. Dạ. Rồi ra trước đây. Nói chung là bây giờ tại lúc trước làm anh Sang ứng tiền rồi thành thầy ứng ra thiếu cái công đoạn chứ để làm hết nguyên nhà này là cũng êm lắm ha. Đắt đi con. Rồi xuống đây anh. Hôm nay thì quay cái nhà mình thấy rồi có tivi, rồi bàn học, ghế thì cũng đã có đủ rồi. Giá võng với lại nệm với lại tủ thì coi như là các nội thất trong nhà của mình á. Thì được một chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada nói em mua cho những cái thiết bị cho mình. Thì hôm qua anh đã thực hiện xong. Thì đây là cái hóa đơn nè cô bác của anh chị. Thì cái hóa đơn và mua cái tủ áo bằng nhựa nè, rồi bàn học sinh, rồi nệm, rồi cái võng sắt. Thì tổng cộng cái số tiền là 5.750.000 đồng. Còn cái này là hóa đơn của cái tivi. Đó, tivi thì cái này là 200.000 đồng, là cái bát để bắt vô cái tường. À, còn cái này là 3.790.000 đồng. Là cái này là cái tivi. Tổng cái hóa đơn của mình thì em cộng lại á thì là được đâu tiêu rồi. Được nè. Em cộng lại cái hóa đơn của mình á thì là 9.740.000 đồng. Đó, đó là cái số tiền mà một chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada đã ủng hộ cho gia đình của mình. Tại vì thấy các bé nó ngủ ở dưới cái nền gạch đó sợ lạnh nè. Trưa không có võng thì em nói đề xuất mua luôn cái võng cho mình. Tủ đồ để đồ cho nó ngăn nắp sạch sẽ cho các bé nó cảm thấy nó thoải mái, nó học hành ăn ngủ. Hôm nay thì mua vậy thì còn có ước muốn gì nữa không anh? Không vậy được rồi. Hả? Vậy cũng rất mừng rồi. Có nói là gì với chị không? Giờ trước cái gì sau trước thì cảm ơn chú Hồ giúp đỡ với trước Mạnh Thường Quân, sau chú Hồ giúp đỡ cho mấy bé vậy con thôi cũng rất cảm ơn. Thời gian này làm gì anh, làm gì nói cho mọi người nghe, thông báo thông tin mọi người biết coi. Cỡ gầy ở nhà cắt cỏ cho bò ăn với chăn mấy con vịt. Làm thêm cái gì nữa? Với nhà bị văn lưới với con cá làm món ăn đồ vậy đó, làm YouTube. Làm với nói cho mọi người biết coi làm sao quay nấu về quay gì vợ gì vậy, nấu món ăn đồ cho cô bác đồ coi sang đồ dân quê vậy đó, đồng ở đồng vậy đó. Với lại với Sáng với Dương ở kênh gì biết tên kênh không? Không nhớ. Thưa cô bác anh chị, thời gian này á thì thông tin với cô bác anh chị luôn, anh Sang ở nhà thì chủ yếu là cắt cỏ cho bò ăn rồi chăn vịt ha. Rồi đưa cho hai bé đi học đó, thì còn thời gian rảnh rỗi á thì nấu ăn. Nấu ăn làm ở trên cái kênh là Miền Sông Nước Channel,
Đó, thì về cái chi phí á thì gạo thóc rồi em hỗ trợ tiếp, còn nấu ăn mua những cái vật dụng ở bên ngoài đó. Đó thì em sẽ hỗ trợ luôn. Gạo thì em sẽ hỗ trợ luôn nha. Đó, rồi nào hết gạo nó chú Hồ ơi, hết gạo. Là chú Hồ là em vô. Nói vậy cho cô bác anh chị, hiện nay thì anh Sang cũng đang làm với lại Sáng Em Của Bùi Hồ, một cái kênh là Miền Sông Nước Channel, để mà quay về những cái món ăn dân dã, cuộc sống thường nhật nhất của anh Sang ở trên đó ha. Còn cái kênh này thì mình sẽ chuyên làm về những cái thiện nguyện nè, những cái khám phá, những cái câu chuyện độc lạ cho cô bác anh chị xem. Mong cô bác anh chị ủng hộ kênh Miền Sông Nước Channel cũng như là Bùi Hồ TV. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Mạnh Thằng Quân giấu tên ở Canada đã ủng hộ cho gia đình của anh Sang. Hôm nay thì nãy đi không có đem tiền nên không có đưa chẳng 10 triệu. Chiều mai lên nấu nướng gì em đưa cho anh khoảng 300.000 đó. Để cho 10 triệu cho mấy đứa nó xài nha. Nãy em không có đủ tiền luôn. Dương có nói là gì với Mạnh Thằng Quân không? Con cảm ơn Mạnh Thằng Quân đã giúp cho cha con, vậy con cũng cảm ơn rất nhiều. Con có lời hứa gì không? Phụ giúp cha. Rồi gắn quay YouTube luôn. Dạ. Rồi có nói gì không Trân? Cảm ơn không? Cảm ơn các bạn đồng viên đã giúp đỡ cho cha con. Giúp đỡ cho con luôn, có bằng học luôn. Rồi thôi cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi vậy thì cố gắng nha anh nha. Dạ.